Nữ vận động viên xinh đẹp gây sốt khi tiết lộ muốn ăn một món ăn Việt Nam để ăn mừng huy chương vàng Olympic. Mới đây, cư dân mạng dần dần chia sẻ video phỏng vấn của một vận động viên Mỹ vừa giành huy chương vàng Olympic Paris, môn thể dục dụng cụ. Trong đó, nữ vận động viên xinh đẹp tươi cười chia sẻ trên sóng truyền hình rằng cô muốn được ăn món phở để chúc mừng huy chương. Cô nói rằng, tôi muốn ăn phở, tôi đã rất thèm phở hoặc súp, nhưng tìm khắp nơi ở đây mà không thấy, nhưng đúng là tôi rất châu Á. Chia sẻ này lập tức gây sốt với người hâm mộ Việt Nam bởi phở được xem là một trong những món ăn tiêu biểu cho nền ẩm thực Việt Nam. Được biết, vận động viên này sinh năm 2003 là người Mỹ gốc Á, bố của cô là người Mỹ, còn mẹ của cô là người Lào.